Chào anh em, thế là một năm đã sắp qua đi anh em. Xem nào, tổng kết này. Mình chơi thì năm nay, hôm nay 30 tháng 12 anh em, mai sang năm rồi. Mình tổng kết là thế là bây giờ mình chơi Sola và chia sẻ tới anh em thì cũng đã được gọi là 6 năm rồi anh em, 6 năm rồi, cũng là một chặng đường dài. Đó. Thì bữa nay thì mình tổng kết, thì mình dành thời gian thì mình quay mình chia sẻ với anh em cái hệ thống mình đã làm và thay đổi được những gì ở đây anh em. Đây là cái nguồn điện tổng vào, thì nguồn điện tổng vào thì anh em nhìn qua nhé, đó nhìn qua này, nó có một cái màn hình để cho cái hệ thống cam này, để cái cam ấy mình vừa xem trong nhà này, vừa xem ngoài sân này, và vừa xem cái hệ thống dàn pin này có cái gì tay máy nghịch ngợm hay là trộm cắp hay là cái gì không. Thì đằng đằng nào thì những thiết bị cam thì đều là để trông trông nhà và chống trộm. Thì hệ thống cam thì nó là cái cam Analog, và có thể add được thêm hai cái cam IP. Thì những cái cam này bây giờ nó cũng rẻ thôi, mình thích cái loại là màu trắng và nó màu nhựa ngành cũ như ngày xưa, thì mình sắm bộ này thì cam anh em vào hội cam anh em mua rất là rẻ thôi. Và những cái cam như này anh em kiếm 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 mà anh mua nó cũng vài trăm k một cái thôi. Đấy. Thì ở đây ấy, thì là cái nguồn tổng thì mình cũng vừa đam mê vừa nghịch và làm thêm cho nó phức tạp thêm một chút, để mình thi thoảng mình còn vọc vẹo những cái thứ khác nữa để chia sẻ tới anh em. Thì cái nguồn tổng thì mình để cái modem vào đây, modem thì phải gần với cam anh em ạ, đỡ phải kéo dây dài, bởi vì anh em nhìn này, đây là cái dây cam là nó lôi cho cái TP-Link, thì cái này là cái chia vì bởi vì là cam IP mà, thì cắm cắm đây anh em, IP đây, cắm vào đây đấy, IP ở góc kia cái ở ngoài trời một cái nữa đấy, cam IP thì mình cần chia này đi, bởi vì cái cổng này nó không đủ chia này. Với cái modem của FPT như mình đang xài đây thì nó chỉ có 4 cổng thôi, vẫn còn dư hai cổng này mình sẽ chia một cam kia ở đây nữa. Nào ok, thì đây là phía ngoài cửa, phía ngoài phòng ngoài cái cửa thì mình sử dụng thì sẽ có lắp thêm một cái quạt, nó gọi nó hút 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 bụi bặm hay hút không khí, hay là trong nhà nó bụi bặm hay có cái gì thì nó hút ra ngoài. Và thời gian tới mình sẽ chia sẻ anh em là làm một cái lọc không khí, thì những cái lưới lọc ấy thì anh em có thể mua đấy. Thì ở đây ấy, thì anh em nhìn này, vẫn là chỗ đó vẫn 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 không có gì thay đổi cả ở đây này. Thì là cái nguồn tổng thì những cái CV chỗ này thì mình không có sử dụng mấy đâu, bởi vì những cái CV chỗ này là ngày xưa thiết kế thì mình cũng chưa chưa có đam mê gì cả, không có để ý điện đóm, thì mình vẫn sử dụng cái dòng này, cái này va gì lóc hoặc hoặc là đa số sử dụng là siro anh em nhé. Đấy, thì tổng đây xuống xuống đây anh em đi 2 giây 6 này, đây 2 giây 6 thì mình vào đây anh em nhìn này, đây là một cái lọc nguồn 40A anh em nhé. Thì nó cái này thì nó lọc cho toàn toàn gia đình luôn, để cho đảm bảo có thiết bị chạy ok hơn. Đấy. Thì mình cũng chia sẻ anh em nhiều rất nhiều rồi. Đây cái lọc 40A thì đợt trước mình săn được thì nó rất là rẻ, nó có 230k, cả tiền gửi hàng về là 250k, thì quá rẻ luôn anh em ạ. Và đó, những cái gì hay và những cái gì mà đáng đáng dùng đáng mua ấy, và giá thành rẻ thì mình mua về luôn. Đó. Là 200 gọi là về nhà là 250k. Đấy, thì khi nó lọc nhá, lọc bắt đầu thì mình mới chia, mình quay lại mình chia cho từng cái đường cho gia đình đi, một cái bên này thì cho đường bên kia, đường với tường bên này, một cái này thì cho đường bên kia. Thì có khi mình có trục trặc bên này thì mình vẫn cần thể tắt cái này đi, mình sửa bên này vẫn có điện để mình sử dụng đó. Ví dụ anh em sử dụng cái khoan đấy, thì anh em vẫn có điện để anh em sử dụng đấy, đó là cái cách. Còn trừ khi là anh em phải tắt hẳn cái nguồn tổng này thì nó mất hẳn luôn. Thì ở đây sau sau khi cái hệ thống qua cái CV tổng ấy thì mình sẽ lên cái hệ thống chia cho hệ thống solar và chống giật. Thì cái này ấy, thì mình muốn chia cho anh chia sẻ cho anh em là cái tổng là mình phải làm phải cẩn thận, rồi mình chia cho các thiết bị và dùng các thiết bị thì nó để cho nó đảm bảo. Và cái thêm cái trường hợp nữa là ngày xưa là chôn cái tủ vào tường nó nhỏ, mình không có tủ chống chống bụi bặm này, gọi là IP 6 năm ấy, thì nó không bụi bặm và nó sạch, và nó cũng không có đủ không gian để anh em có thể cho vào những cái ví dụ như là cái đồng hồ đo đo công suất này, và đồng hồ đo ampe hòa, và những át chống giật này, đồng giò để bảo vệ gia đình trẻ em, người già đấy anh em, và người không biết sử dụng trong.
hay là anh em cắm nó giật đi thì có cái thiết bị này nó bảo vệ đấy. Thế đây thì nguồn tổng nhá, nó đi ra đây và chia nhánh thì cái này nó vào đây em này, vào đây nó sẽ chạy sang cái hệ thống solar của mình đây này, chạy sang hệ thống solar đấy, anh em thấy chưa đấy. Thì hệ thống solar mình dùng công suất bao nhiêu thì mình sẽ sử dụng cái áp bấy nhiêu đó, để mình sử dụng con chống giật và áp 25A đấy anh em nhìn. Một số cái áp thì đây là mình mua mới, còn một số áp này, một số cái áp chống giật này thì mình mua cũ thì mình săn mà săn mũ dùng dòng này sướng anh em, nó đảm bảo nó chất lượng cao, nó đảm bảo cần hơi giọng gò cái nào nó bị ấy ngay, nó ngắt ngay, cực kỳ đảm bảo luôn đấy. Thì tổng quan như thế này gọi là song song rồi anh em đấy, anh em thấy chưa, xong rồi đây này có một cái quạt trần này mà anh em nhìn này, nó nháy đấy, anh em nhìn nó nháy, mình tắt điện cho anh coi nhé, anh em coi nhé đấy, nó nháy nháy đấy, chớp chớp đấy, đấy nó chớp liên tục ấy. Và cái cam này nó cũng chuyển sang màu đỏ anh em nhìn chưa, nó nhìn đêm mà rồi. Ok giờ mới quay sang cái hệ thống tiếp tục. Thì ngày xưa mình chưa có chơi solar ấy, thì mình có cực kỳ là đam mê, đó chính là máy tính. Máy tính thì mình vẫn sử dụng cái bộ này và một cái bộ nữa ở trong nhà. Thì ở đây thì bộ này thì mình chia sẻ cái bộ máy tính thì anh em có thể biết đóng, anh em đóng rồi rất là đơn giản, và anh em là nào mà không biết thì các anh em có thể lên liên ưu, anh em có thể học hỏi được tất cả. Nhưng vấn đề là tất cả các thứ mình mua máy móc và kỹ năng đấy, kỹ năng anh em thiết lập, anh em lắp ráp vào làm sao cho nó ok, cho nó ổn định thì nó mới là dùng mới ngon đấy. Thì ở đây thì mình chia sẻ với anh em này cái gì mình đã làm trong cái thời gian vừa qua. Mình không có làm clip ấy, nhưng mà mình bận quá mà. Thì anh em nhìn này, cái bàn thì ở đây là cái bàn mình tự hàn, cái bàn kính trước ấy, chắc anh em có, nếu anh em nào mà có theo dõi kênh của mình thì em sẽ biết là cái bàn kính mình đã bỏ rồi, bởi vì mình muốn thu nhỏ ra, mình muốn ngồi đây thu nhỏ ra cho nó ngắn lại, cái bàn kính nó hơi rộng. Thì cái tấm 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 gỗ này mình ốp tường nhà mình luôn đấy anh em. Cái tấm gỗ này là 600k một tấm đến 800k một tấm, gọi là tấm gỗ khu mình đó, nó nhập là Đài Loan anh em nhé, Đài Loan. Thì nó sẽ không mọt mà cái độ hoàn thiện nó cao. Thì ở đây mình làm một, mình cắt ra một miếng làm bàn này, một miếng làm kệ kê màn hình này, và thêm chia sẻ với anh em thêm là về cái am màn hình. Cái am màn hình ấy, am màn hình thì anh em có thể sử dụng mua am nó có cái loại từ cái loại cam từ am từ 700k cho đến 4 triệu anh em nhé. Thì mình ở đây nó chỉ mất tầm khoảng 50k thôi anh em, 50-60k. Thì đây mình sử dụng ok là ống nước anh em nhé, nhìn này anh em nhé, anh em không gắn keo anh em đóng mà nhé, chắc xong anh em có thể xoay được, xoay ngang, xoay dọc, xoay nghiêng, xoay ngả được hết, chứ anh em đừng có đóng mà, anh em muốn nó chắc hơn như ấy, chắc hơn ấy thì anh em chơi ống 34 cho mình. Còn anh em cái cà màn của anh em nó nhẹ thì anh em vừa kết hợp 34 và vừa kết hợp 27. Còn anh em muốn chắc hơn nữa thì anh em cho cái ống nó to lên và sử dụng những cái ống đây, sử dụng đây này, sử dụng những cái gen gen trong và gen ngoài anh em vặn vào thì nó cực kỳ chắc chắn luôn. Và một số anh em cũng bảo là tại sao không làm cái ví dụ như cái ống của mình này, ống nước này, tại sao không sử dụng cái ống của điện. Thật anh em thử so sánh theo cái ống điện này với cái ống của nước ấy, em cầm anh biết và cái độ chống cháy như thế nào. Đấy. Nó cháy cháy rơi thì mấy khi cháy ống thì đâu anh em, nhưng mà anh em cứ cầm xem độ chắc chắn và độ thi công xem. Cái này thi công khó hơn nhiều anh em, nhưng mà nó vặn viết nó chắc chắn, còn cái kia nó lỏng tèo tèo anh em đấy, cực ở đây rất là chắc cứng luôn đấy. Đấy thì mình chia sẻ anh em đấy, bàn PC tự mình build lấy từ máy tính màn hình và ấy các thứ đấy. Thì thông qua đây là anh em gọn như anh em thấy, và đây là cái hệ thống vẫn vậy thôi, không có gì thay đổi cả. Đây em bây giờ mình đang chạy một cái máy tính này và bộ cam này, module wifi này, tim màn hình này và tivi nhá, tivi đang xem, tivi thì có âm ly này. Một cái tivi, một cái âm ly này, một cái máy giải mã này đấy, và một cái đầu Android box này. Thì nó không có như không nhiều đâu, tổng 200W thôi anh em, một cái máy tính khoảng 120W nữa. Nếu một cái bộ kia của mình tầm khoảng 40W là một cái bóng đèn đang sáng anh em, 50W nữa đấy. Thì bây giờ cái con AC mình đang cho chạy off anh em nhìn này, chạy off này đấy, nó chạy off, quạt nó quay vào vù này đấy. Thi thoảng vẫn cho chạy off để cho cái hệ thống của mình nó không có thể gián đoạn được anh em. Đây thì tổng quan thêm như này thì một chút chỗ này
cho chạy họp anh em. Đây có cái một số cái này mình đang vứt đây, mình chưa rút ra thì cất đi cho gọn, dây kia cũng cất đi không có xài tới anh em. Đây, đây này, cái chỗ này còn chưa có làm cái đường ống chạy vào cái hệ thống này này, nó đổi nguồn điện, hai nguồn điện anh em. Đó thì đây anh em, hôm nay trời thì đang mưa, có 27W thì có sun thôi, 27W là sun. Thì mình chia sẻ anh em này, một số anh em đang mua cái con dạng là nó ở dạng cái khởi động từ anh em, nhưng mà nó có chin ấy, có chin ấy, nhưng mà nó như này này, nó anh em về anh em độ anh em làm như thế này này của mình này. Thì như mình thấy ấy, cái đấy giá thành rẻ và cái chất lượng cái đấy, cái tiếp điểm của nó không tốt, thì mình nghĩ anh em muốn 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 làm cái thiết bị mà nó chuyển hai nguồn điện ấy, thì anh em mua lên mua cho mình những cân khởi của hãng này. Ví dụ ở đây này mình có con này, ở đây mình có con đó chính là, ở đây mình có con ví dụ như là anh em sử dụng con slider đi, khi nó đánh ấy, khi nó đóng ấy thì nó cũng rất nhẹ, tiếng nó cũng rất nhẹ và nó chuyển mạch thì nó không bị cái hồ quang điện anh em nhé. Đấy, cái đấy thì mình chỉ nói qua thôi để anh em thừa anh em chơi solar 125 thì anh em sẽ biết. Thật ra mình sẽ chuyển cho anh em thấy nhỉ. Này con này chạy này, đây là át này, anh em nhìn nó thụt bên trong này, anh em nhìn nhá, nó thụt ở bên trong này. Đấy, bây giờ mình tắt nhá, nhá nhảy ra này. Đấy, nó, thiết bị của mình vẫn chạy bình thường, anh em nhìn nhá, hết vẫn chạy bình thường không bị tắt. Và mình kéo lên này, anh em nhìn chưa, đấy nó thụt vào ấy, nó vẫn chạy bình thường, không có thể bị gián đoạn luôn, mà rất là rẻ tiền, 200k đổ về. Con này của Mitsubishi anh em nhá. Đấy. Thì mình những cái khởi và những cái CB ấy, thì mình toàn mua hàng gọi là nó có danh tiếng trên thị trường và độ đảm bảo nó cao. Để tiếp tục quay đến cái hệ thống lúc lắc và grow up thì mình ít chạy lắm. Thi thoảng mà có thời gian ấy, độ chế hay là chạy bán tải hay chạy kết hợp con ABC với con grow up để chạy thành một con hai bíp giống lúc lắc ấy, thì mình mới nghịch ngợm thôi. Và một số anh em họ nghĩ ra những phương án nó hay hay thì mình sẽ học hỏi thêm một kết hợp hai thằng với nhau để chia sẻ tới anh em. Đó là cái mình giữ lại mình dùng con sạc cái đáng treo không này, anh em nhìn nhá. Đấy, còn đây hệ thống mình có một chút thay đổi này, cái chỗ này là mình sử dụng nguồn chì từ hai con CB tắt là 60A, bởi vì mình chỉ sử dụng tầm 60A thôi, cho cái dòng nó tầm khoảng 3.000 đổ về thôi, không quá nhiều. Đó, cho vào đường ống con dây. Đấy, dây xuống cái con ABC để nó chạy, mất điện các thứ không bao giờ mình phải suy nghĩ đến. Chỗ này trước mình hầm gỗ ấy, nhưng mình thấy gỗ nó không ok lắm, mình chuyển sang cái này. Đấy, và cũng lưu ý và chia sẻ với anh em, thì bây giờ trên thị trường nó dây kết nối này, dây này, này đi này, thì nó rất là nhiều dây nhái dây nhiếc ấy, và cái lõi nó rất là nhỏ, thì anh em lưu ý là lựa chọn làm sao cái dây nó chính hãng và cái lõi nó to thì anh em mua đỡ mất tiền oan. Thì trong cái thời gian mình làm và chia sẻ với anh em thì cái hệ thống của mình nó cũng khá là gọn gàng ấy, còn một chút cái dây này, dây tín hiệu của bán tải có lúc này mình chưa có cho trên này anh em này. Đấy, thì mấy nữa cũng cho đi để chuẩn bị đón Tết anh em. Thì buồn quá anh em ạ. Thì mình có làm thêm cái hệ thống báo vôn anh em nhà 54. Em nhìn chưa? 54. Thì ở đây ấy, thì mình sẽ không sử nó cái này là cái module là sạc để ngắt sạc nhé. Rồi thì mình thấy cái module này nó báo hơi ấm ấm và nhưng mà độ bền của nó thấy mình thấy là rất cao và cái độ chính xác nó tuyệt vời anh em. Mình phải nói là cái độ chính xác nó rất rất tuyệt vời, nó không như một số cái báo vôn mà mình cũng mua là tầm khoảng là 30k mà cái màn hình nó to to ấy anh em. Màn hình to mình cũng còn rất là nhiều, mình cho anh em rất là nhiều rồi, nhưng vẫn còn tầm khoảng mười mấy 20 cái ấy. mình bắt đầu mấy cái hộp nhưng mà mình thấy nó báo ở cái vôn tầm khoảng 30 đổ về, 40 30 đổ về thì đến 12 thì nó khá là chuẩn, như là nó lên tới khoảng 50 thì nó báo kém đi. Và tiếp tục thì xong cái thời gian đấy thì mình thấy nó kém thì mình chuyển đổi như này, mình sử dụng cái này và cái module nhiệt độ chưa kéo như này để đo nhiệt độ. Đo nhiệt độ sau này nó đóng quạt cho nó chạy con sun cho mùa hè, vì mùa này nó lạnh anh em. Nó lạnh nhưng mình không có cần. Đó, kệ nó chưa kéo dây.
Thì khi mình sử dụng cái hệ 48 thì bắt buộc thì muốn đo cái này, hệ thống này phải cấp cái điện 12V từ 12V cho đến 40V. Thì như cái module này ấy, thì mình chia sẻ luôn với anh em là anh em lên sử dụng cho nó là chỉ tầm khoảng 30V đổ về thôi, 40V là không tốt nhá, nó nóng nhá. Hệ 48 ắc quy hay pin thì bắt buộc thì phải có một cái hạ áp. Thì ở trên thị trường ấy nó có rất là nhiều cái dòng áp, mà áp bây giờ có cả 100A luôn anh em, 60A, 20A, cái dạng như kiểu nó cổ anh em tháo server ra đấy. Đấy, anh em có thể mua hoặc là anh em sử dụng ít để không thắp nhiều ấy, hay không sử dụng nhiều với cái thiết bị 12V ấy. Một số anh em mà sử dụng những bóng led để anh em thắp cả nhà, thắp ngoài hiên, thắp lung tung cả, thì anh em có thể sắm cái hạ áp từ 48 xuống 12, cái công suất nó lớn hơn tầm khoảng 560A. Còn ở đây mình chỉ là chạy cho nó cái quạt này, cái fan này, fan nhỏ này tầm khoảng 1A, với cái đo cái này chưa đến 1A, cái kia cũng thế. Thì mình cái này nó cái hạ áp của xe đạp điện anh em, nó vừa rẻ mà vừa hạ áp tốt, với cái mà nó rất là rẻ, anh em chỉ mua mất mấy chục thôi. Để anh em báo như này, mình sẽ hạ từ 48 xuống để mình báo và cấp một số cái quạt bóng nhỏ. Đấy, làm sao không không quá 10A, nó là định mức là 10A, nhưng anh em sử dụng cho mình tầm khoảng 7A quay đầu là ok. Và tiếp tục với cái hệ pin 18650 thì mình cũng quay và chia sẻ anh em luôn luôn là có những gì thay đổi, có gì thay đổi không. Thì bây giờ mình đang chạy off thì anh em nhìn này, cái nhìn qua ấy thì anh em sẽ thấy cái vôn. Đấy, mình chỉ quay cái vôn nữa cho anh em thấy mình không có thay đổi gì cả. Đấy, đang chạy đây anh em nhìn đây. Đấy, anh em có chơi thì anh vẫn cứ thể tham gia vào cùng một hội nhóm, hay anh em cùng tham gia chơi pin 18650 tái sử dụng. Đấy, anh em thấy chưa, rất là đều tái sử dụng và cũng gánh được một chút cho môi trường, đỡ gọi là ô nhiễm. Thì anh em mà chơi solar ấy thì nó sẽ giúp cho thế giới này bớt đi ô nhiễm rất là nhiều. Và bây giờ cái xu hướng nó rất là mạnh mẽ về cái mảng này anh em nhé. Và tiếp tục mình sẽ chia sẻ với anh em một cái phần nữa. Nhà nước thì sẽ không còn khuyến khích chúng ta bán điện và mua điện, vì EVN họ giống như kiểu là bây giờ tôi làm ra mà tôi bán không cho người mua thì lấy đâu, thì họ sẽ kinh doanh, họ sẽ lỗ, thì bắt buộc thì họ sẽ không không mua của mình nữa, và họ tìm cách họ nâng giá và họ bán đi cho mình, để cho những doanh nghiệp các thứ, những người dân thì sử dụng có thể ít hơn nhiều đa số là doanh nghiệp. Đấy. Và bây giờ thì mình sẽ có xu hướng mới. Cái xu hướng mới thì đó chính là trong vòng đến 1-2 năm nữa anh em nhé. Năm nay mình thấy là cuối năm nay mình đã thấy rất là rộ rồi, nhưng mà đến khoảng 1-2 năm nữa thì nó sẽ gần như là một trào lưu mới, đó chính là sử dụng solar và tự dùng và sử dụng cho xe đạp điện, xe điện, xe ô tô điện, nhà nhà sẽ dùng. Anh em để ý không, một số mình có đọc tin báo có thứ nào một số xe đi vào cái sân bay ấy có thứ là không cho xe răng chạy vào trong, thì bắt buộc cái xe điện chạy vào trong. Đấy, thì đấy anh em chỉ cần đọc qua cái đấy thì anh em sẽ thấy là sau này điện nó có giá trị như thế nào và xe điện nó sẽ giá trị như nào. Thì mình sử dụng như này mình sẽ sạc, như bây giờ ấy, nhưng mình đi con xe điện này mình sạc thoải mái luôn. Nhưng mà những cái xe thông thường ấy thì đang sử dụng ắc quy hoặc là pin, thì tất nhiên là anh em muốn sạc, mỗi anh em đi liên tục ấy, muốn sạc nhiều ấy, thì anh em vẫn phải sử dụng như một hệ thống solar. Anh em có hệ cân bằng pin thì anh em về với em sạc thì không lo cái chuyện là pin nó bị lệch áp quá nhiệt, hay là quan trọng nhất là cái lệch áp này thì nó pin nó sẽ không hỏng, nó sẽ bền. Tất nhiên là mình biết làm thì mình sẽ đầu tư thêm một cái hệ thống cân bằng. Đấy, anh em dùng ắc quy thì anh em sử dụng mỗi bộ cân bằng như mình đã làm và chia sẻ là 20A, thì anh em sẽ đi và cái xe đạp của anh em sẽ rất là ok. Mình cũng đã làm, nhưng không nào có thời gian mình sẽ chia sẻ với em sau, bởi vì đang chuyển sang độ chế một số xe để mình đi lại anh em xung quanh nhà, chứ mình không có đi làm gì mà đi xa. Rồi, thì cuối thì hôm nay này, hôm nay anh nhìn này 30/12/2023 này, thì ngày mai này 31 ấy, thì coi như nó cũng hết năm rồi, thì mình dành mình chia sẻ anh em như vậy để anh em có cái đóng góp trong một năm vừa qua với mình, và anh em có thể xem và học hỏi lẫn nhau cái gì nó hay hơn, cái gì nó ok hơn thì mình chia sẻ, mình làm cho cái cộng đồng mình solar nó mạnh mẽ hơn thôi. Nếu anh em chơi và sử dụng solar, xin chúc anh em thành công. Chào các anh em.